Văn hóa học đường ở Việt Nam khiến cho học sinh sợ đến trường. Tin Việt Nam, thưa quý vị. Báo Thanh niên ngày 27 tháng 10 năm 2019 loan tin kết quả nghiên cứu từ 3.000 học sinh tại Hà Nội của Viện Nghiên cứu Y học Xã hội học phối hợp với tổ chức Plan cho biết có hơn 2.000 học sinh từng bị bắt nạt với các hình thức đe dọa, mắng chửi, đặt điều và sỉ nhục. Vì vậy, rất nhiều học sinh đã bị rơi vào trạng thái chán nản, lo lắng và sợ đến trường. Ngoài ra, thì theo điều tra của Viện Nghiên cứu Gia đình với Giới tính, có khoảng 40% học sinh chia rẽ những vấn đề gặp rắc rối ở trường với cha mẹ và người thân. Các em học sinh cho biết, bất kỳ nguyên nhân gì cũng có thể khiến cho các em bị học mà đi học bị bắt nạt. Ví dụ như là gầy quá, béo quá, lùn quá, cao quá, tóc ngắn quá, ít cười, ít nói. Một phụ huynh ở Hà Nội có con đang học lớp 7 cho hay, từ khi con chị bắt đầu đi học cho đến nay chị luôn lo lắng vì con không có bạn bè trên lớp, bị các bạn tẩy chay vì cháu bé nhất lớp, ăn chậm và nói nhỏ. Vì vậy, chị rất sợ đi học, con của chị rất sợ đi học. Một khảo sát của thạc sĩ Lê Thanh Hà, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cho biết, hầu hết học sinh trong suốt quá trình đi học đều bị ít nhất là một lần bắt nạt. Và có 26.4% các học sinh tham gia khảo sát không bao giờ hoặc là hiếm khi muốn giúp đỡ những bạn học đang bị trêu chọc, bắt nạt. Và hậu quả của việc bị bắt nạt là các học sinh từ những biểu hiện sợ hãi, không muốn đi học đến trầm cảm và thậm chí là nảy sinh ra ý định tự tử.